Xin chào, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người bài 1 phút của Andy. Về phần hợp âm của bài hát thì bài này tông gốc của nó ở trên tông đô thăng. Mọi người sẽ gặp capo lên 1 và đánh ở đô trưởng. Nhưng mà hiện tại mình không capo ấy, nên mình sẽ hướng dẫn không. Hợp âm đầu tiên là hợp âm đô trưởng. Mọi người cho một ngón vào dây 2 khoang 1, dây 4 khoang 2, dây 5 khoang 3, bát là dây 5. Hợp âm tiếp theo là hợp âm mi thứ. Mọi người cho một ngón vào dây 4 khoang 2, dây 5 khoang 2, bát là dây 6. Hợp âm tiếp theo là hợp âm la thứ. Mọi người cho một ngón vào dây 2 khoang 1, dây 4 khoang 2, dây 3 khoang 2, bát là dây 5. Hợp âm tiếp theo là hợp âm pha trưởng. Mọi người cho một ngón vào dây 3 khoang 2, dây 4 khoang 3, dây 5 khoang 3, chặn toàn bộ khoang 1 lại, bát là dây 6. Nếu mọi người mà thấy pha này khó quá thì mọi người có thể chơi pha major 7, là mọi người cho một ngón vào dây 2 khoang 1, dây 3 khoang 2, dây 4 khoang 3, bát là dây 4. Hợp âm tiếp theo là hợp âm rê thứ 7. Mọi người dùng ngón này chặn toàn bộ dây 1, dây 2 khoang 1 lại. Mọi người cho thêm một ngón vào dây 3 khoang 2, bát là dây 4. Hợp âm tiếp theo là hợp âm son trưởng. Mọi người cho một ngón vào dây 1 khoang 3, dây 2 khoang 3, dây 5 khoang 2, dây 6 khoang 3, bát là dây 6. Hợp âm tiếp theo là hợp âm son trên si. Mọi người cho một ngón vào dây 2 khoang 3, một ngón vào dây 5 khoang 2, bát là dây 5. Hợp cuối cùng là hợp âm mi trưởng. Mọi người cho một ngón vào dây 3 khoang 1, dây 4 khoang 2, dây 5 khoang 2, bát là dây 6. Đó toàn bộ hợp âm của bài hát. Về phần điều đàn của bài hát thì bài mình sẽ chơi một điệu là bát 4 2 3 4 bát 4 2 3 4. Với những hợp âm mà là bát là dây 4 ấy thì mình sẽ chơi là bát 3 2 1 3 bát 3 2 1 3. Đó, mình sẽ như thế. Ở phần đầu bài hát nó sẽ chơi một vòng hòa thanh là đô, son trên si, la thứ, mi thứ, fa, mi thứ, chia đôi cho la thứ, rê thứ và mi trưởng. Đó, nó sẽ nghe như này. Đã bao lâu lòng này chưa được nói ý. Đó, nó sẽ nghe thế. Những hợp âm mà chia đôi này thì mình sẽ đánh là bát 4 2 3 4. Đó, tức là mình đánh một lần thôi. Rồi, sau khi kết thúc ở đoạn la 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 fa 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 mi 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 son 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 fa 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 re 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 mi 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 fa 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 son. Đó, sau vào điệp khúc. Đến phần điệp khúc thì mình sẽ chơi một vòng hòa thanh là đô, son trên si, la thứ, mi thứ, fa, mi thứ, chia cho la thứ, rê thứ, son hai lần là pa 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 la 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 pa 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 ước rằng thực tế sẽ như vậy. Ở nơi đó la la
đó. Rồi, đến phần điệp khúc ấy, nếu thích, mọi người có thể quạt ballad với tiết tấu là xuống, nghỉ, 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 xuống, nghỉ, nghỉ, lên, nghỉ, lên, xuống, nghỉ, xuống, nghỉ, xuống, lên. Đó, còn những hợp âm mà mình chia đôi ấy, như kiểu mi thứ sang la thứ này, thì mình sẽ quạt là xuống, nghỉ, 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 xuống, nghỉ, xuống, lên. Đó, còn son này hai lần đúng không? Thì mình quạt ballad hai lần là được. Nó sẽ nghe như vậy. Là ba 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 ba. Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi. Đó, sẽ như thế. Tạm biệt mọi người, bye bye.